Bệnh án điện tử là quy trình quản lý hồ sơ bệnh nhân bằng công nghệ thông tin, giúp các bệnh viện giảm các thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh, nhất là giúp quản lý chính xác hơn bệnh lý của bệnh nhân. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, các bệnh viện trên cả nước bắt đầu thực hiện việc thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, theo yêu cầu của Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Mắt sẽ bắt đầu thực hiện bệnh án điện tử từ đầu năm 2020. Chỉ còn nửa năm nữa là đến hạn thực hiện chủ trương này, nên các bệnh viện tuyến tỉnh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho sự chuyển đổi. Thực hiện bệnh án điện tử chính là hiện đại hóa quy trình quản lý khám chữa bệnh và các hoạt động của bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Những năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Song song đó, các bệnh viện cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám chữa bệnh và các hoạt động chuyên môn khác của bệnh viện. Đây là tiền đề, là điều kiện thuận lợi để các bệnh nhân triển khai bệnh án điện tử. Từ năm 2017, Bệnh viện Mắt đã đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện thông minh. Trong đó, bệnh án điện tử là một trong những tiện ích của phần mềm. Với bệnh án điện tử, công tác thống kê, công tác điều trị, công tác quản lý nguồn thuốc của bệnh viện được thực hiện một cách dễ dàng và chính xác. Khối lượng công việc liên quan đến thủ tục hành chính nhờ đó đã được tiết giảm hơn 40%. Hiện tại, Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện bệnh án điện tử hoàn toàn cho bệnh nhân ngoại trú. Với bệnh nhân nội trú, việc thực hiện bệnh án điện tử đạt khoảng 60% lộ trình. Trong thời gian sắp tới, bệnh viện phải tiếp tục đầu tư triển khai. Thứ nhất là cái việc mà xác định cái chữ ký điện tử cho bác sĩ, cho y tá, cho những cái nhân viên có liên quan để thể hiện trên cái hồ sơ thì cần phải có một cái lộ trình theo các cái quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, theo cái quy định của Bộ Y tế thì chúng tôi đang cố gắng để tiến hành cái vấn đề này với một cái khoản kinh phí có thể mà khai thác được để mà sử dụng trong bệnh án điện tử. Đây là vấn đề lớn nhất. Ngay từ khi đi vào hoạt động cơ sở mới, Bệnh viện Bà Rịa đã áp dụng hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện. Đây cũng là đơn vị đi đầu trong ứng dụng phần mềm bệnh viện thông minh. Thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện bệnh án điện tử một phần đối với bệnh nhân ngoại trú, thực hiện thẻ khám bệnh thông minh. Hiện bệnh viện đang xây dựng kế hoạch trang bị thêm hệ thống lưu trữ và chữ ký điện tử. Dự kiến trong quý 4 năm 2019, Bệnh viện Bà Rịa sẽ triển khai bệnh án điện tử toàn phần. Hiện tại thì bệnh viện đã quản lý về cái toa thuốc và cái quá trình mà bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thì đã có ghi nhận trên phần mềm. Thực hiện cái bệnh án điện tử thì hiện tại bệnh viện trong giai đoạn này đã đáp ứng được cái phần mà bệnh án điện tử ngoại trú. Về cơ sở vật chất thì cũng đã có các máy móc đã được chuẩn bị. Thực hiện yêu cầu của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện bệnh án điện tử vào đầu năm 2020, Bệnh viện Lê Lợi đang xúc tiến nhanh công tác chuẩn bị như xây dựng lộ trình thực hiện, danh mục các thiết bị phải đầu tư, tập huấn nghiệp vụ vận hành cho đội ngũ nhân viên. Về phía bệnh viện thì cũng đã có một số động tác để chuẩn bị cho nội dung này, đó là chuẩn bị cơ sở hạ tầng. Thì một trong những cái đó là phải chuẩn bị các cái thiết bị, máy vi tính, rồi server, rồi những cái hệ thống lưu trữ, rồi chuẩn bị nâng cấp một số cái phần mềm hiện có thể thực hiện được, ví dụ triển khai một số cái nội dung khác, ví dụ như là chữ ký điện tử cho các bác sĩ. Ứng dụng bệnh án điện tử chính là hiện đại hóa quy trình quản lý khám chữa bệnh và các hoạt động của bệnh viện. Với việc ứng dụng này, môi trường làm việc của nhân viên y tế sẽ thuận lợi hơn, rõ ràng, minh bạch hơn, từ đó phục vụ bệnh nhân tốt hơn.